Ở nhà quê mới lên, em mở nhà quê mới lên. Nhìn xe ôm nó đi, em tiện tay lấy bánh xe. Ở nhà quê mới, em tê dập mồm. Trời ngu. Thằng này quen quen này. Ê, thằng kia, lại đây, lại đây. À, đau quá. Con ma à mày. Chó sủa hay gì trời. Là người à? Nope. Tao bảo mày lại đây mà không nghe à? Anh kêu em hả? Em nghe nhưng mà em không lại. Mắc gì anh kêu em phải lại? Sao anh không lại đây? Lại đây. Đây có ghế này. Ngu đi. Anh ấy ngồi cho đỡ mỏi chân. Ừ nhé. Sao mày ngu vậy ta? Cảm ơn anh. Cái bánh xe này mày lấy đâu đấy? Ủa, anh nói cái vòng tròn màu đen đen này hả? À, thì ra là mày. Biết tao là ai không? Tao lên xe ôm. Biết tao là ai chưa? À, em không biết. Nghĩ sao, bình thường còn không biết đeo khẩu trang sao biết được cha, không à? Tao nè, luôn xe ôm. À, nhớ rồi đúng không? Nhớ rồi đúng không? Em giỡn. Anh là cái anh xe ôm chở em sáng nay đúng không? Sao mà em quên được? Rồi anh em vui quá. Mà anh theo em chi vậy? Vui cái đầu. Anh ca, nãy mày chưa trả tiền tao, mày nhảy xuống xe mày trốn đâu? Tao tìm mày nãy giờ, trả tiền cho tao, mau. Tôi nói tôi đi tìm ông, chắc ông cũng không tin đâu ha. Nghĩ sao vậy, ông chạy xe tôi rớt xuống đất mà ông còn không biết, ông vẫn cắm đầu chạy, là sao? Giờ tao nói tao không dừng lại được, mày tin không? Mà tao không biết, trả tiền xe đây. Còn cái bánh nữa, trả đấy. Không, ông chở tôi bằng con xe Honda hai bánh, đi được một nửa đường, nó còn có một cái bánh à, mà ông bắt tôi trả tiền. Chân tay tôi chảy xước hết đây nè, ông nghĩ sao vậy? Tôi không bắt ông đền bù thì thôi chứ, ông còn bắt tôi trả tiền cho ông nữa hả? Thì cũng tại mày á, dịch vụ bên tao đã rẻ rồi, ông còn trả giá có phân nửa thị trường à. Nhưng tao phải dựng lên một bánh lên. Trả có một nửa mà nói đi hai bánh. Làm gì có. Vậy lúc đó tôi sợ quá, tôi kêu ông dừng lại xong không dừng. Làm sao mà dừng được? Xe có mỗi cái thanh trước à? Mà mày cầm mẹ cái bánh à? Lấy gì mà phanh? Vậy là lỗi tôi à? Nope. Mà cũng tại ông á. Tôi hỏi ông là ông có dùng bánh không? Ông trả lời là không. Thì tôi mới tiện tay cầm. Bỏ phí. Mà tôi hỏi ông này. Sao đấy? Vụ gì? Ông chạy xe mà không có phanh như vậy, lỡ gặp sang hè là sao? Sang á? Sang là nào? Sang hè là xe hàng đó ông nội. Rồi, thằng Sơn lé tao còn chưa sợ, dám bán xe hàng của mày. Ông chạy xe cái kiểu đó, cũng có ngày gặp sang te thôi. Hết sang hè, lại sang te. Sang te là người nào nữa? Sang te là xe tang đó. Trời ơi, người ta chạy sushi bo, còn ông chạy cái xe kiểu vậy á, thì cũng có ngày gặp sang te. Mà không gặp sang te á, thì cũng gặp su te à. Cái thằng này, sao mày chủ tao? Ông chạy xe nhân cướp ấy mà đòi lấy tiền người ta, không có đâu. Mày tính quỷ tiền đó. Quay mặt lại đây. Mày có tin nó cho mày không? Sơn túi xe luôn không? Trả tiền cho tao. Tao không trả rồi sao? Mày thích không trả không? À mua thì còn, trả tay thì còn, cái đó mới số này. Ủa? Nhỏ kia, lại đây. Dạ, anh mua cái số hả? Không mua. Không mua thì kêu chi cho nội, rảnh hả? Giờ mày lại đây, phân bua cho tao, xem ai đúng ai sai. Chuẩn tao mua vé số cho. Lại kiếm chuyện. Rồi, giờ anh kể đây. Xong nhớ mua vé số nha. Cái thằng nhà quê này đi xe ôm của tao, nó không trả tiền, nó còn lấy cái bánh xe của tao này. Mày đang cầm á? Nope. Đấy, đi, tao thử chuyện. Trời, anh đi xe người ta không trả tiền vậy là quá đáng lắm rồi á. Vậy mà còn ăn trộm cả cái bánh xe của người ta nữa. Mày không có vu khống ngang. Nãy ông chở tao á, tao hỏi là ông có dùng cái bánh không, tao mới lấy. Ông chở tao chảy hết chân tay tè le nè. Lấy tiền thì đó, coi như huề, không ai nợ ai. Thôi, anh chở người ta đi vậy hả? Không sao là may rồi, chứ còn bắt người ta đền tiền gì nữa. Ổng còn ngồi đây phân bu với anh hả? Là may rồi á. Ổng mà lên sang te đi, là anh cũng xô tè luôn á. Mày nói cũng hợp lý á, nhưng mà bỏ cái sang te ra. Đúng quá. Xe tao chạy bằng xăng chứ mày chạy bằng nước rồi mà. Đó là việc của mày. Rồi rồi, tới công chuyện này. Con gì kìa? Con gì đâu? Nhưng mà tao không biết đâu, mày phải xử lý cho tao á. Chứ mày đi xe không trả tiền còn lấy cái bánh xe của tao nữa. Tao cũng ngồi đấy. Mày không chịu tao cũng thua. Nhận được của rơi, nhận được của rơi. Mày chân. Mày ngồi chị à? Nhận được của chân rơi. Rơi gì? Rơi gì đâu. Tao là người tử tế. Tao là người tử tế. Tết chứ.
có chấp với những hạng nhà quê như mày. Thôi, cầm lấy 200 mua bông băng thuốc đỏ nhá. Đù, sao anh thay đổi 180 độ nhanh thế? Có như hôm nay tao làm việc tốt. Thôi, nào đi chơi. À, còn bánh, bánh ạ. Chứ bánh trái gì? Nhà được của rớt, được của rớt, được của rớt. Coi như hôm nay hả, anh gặp được người tốt như thầy tôi nha. Được, được. Thảo An, này kiếm được muối ngon, mới được bao nhiêu ấy ta? À, con này đi mãi đâu. Hello anh, em mới về. Thế cái bóp của ông kia đâu? Bóp vậy? Bóp của ông kia ấy. Nãy anh đưa cho em, anh nói nhặt được của rơi. Thì nhặt được của rơi tạm thời túi. Không, cô em nói nhặt được của rơi phải trả cho người đánh mất nha. Nên là em trả lại tặng luôn. Ôi trời ơi. Thế còn chạy bánh xe? Chạy bánh xe đâu? Nãy em hỏi anh rõ ràng là hả, anh nói bánh trái gì, xong em để đó luôn. Chắc ổng lấy luôn rồi. Tao là người tử tế, cầm lấy 200 mua bông bông cỏ. Bây giờ vé số thì đéo bán được, cái bánh xe thì cũng để mất. Bây giờ kiếm ăn bằng cái gì? Tao nuôi mày đúng là tốn cơm mà. Ui giời. Ông này sao trời. Còn 200 ngàn mà hở nhân lên nhân tốt chả hiểu sao. Đúng người Sài Gòn chất phát thiệt. Đúng người Sài Gòn chất phát thiệt. Thế mà ở quê cứ bảo có sống. Được 2 lít cả cái bánh xe. Ngon. Ô, lại sơ không kìa. Thế là 4 lít. Ê, xe ơi, chào em ơi.